Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Báo cáo với lại quý vị và các bạn này, vừa mới gà qué xong lên nha. Làm tí Coca-Cola cho nó hạ hỏa. Đúng ra là uống Coca-Cola là phải nghe nhạc Lambada đúng không? Cùng nàng Namura nhảy điệu cha cha cha. Đấy, thế nhưng mà do gọi là điều kiện nó chưa cho phép thì là thôi ở đây test âm ly loa đài cùng với lại các đồng chí. Xin thưa với các đồng chí, con Tojimi hàng tuyển lựa kỹ lưỡng PA8000 lên sóng sắp được 24 giờ phép nhá. Lên sóng đêm qua mà đêm nay nữa là đủ 24 giờ phép. Thế mà đến giờ phút này chưa có một đồng chí nào cho địa chỉ để đóng cái thùng xốp để ngày mai em nó lên đường nhá. Tôi tiễn em lên đường cho dù chiều hôm nay mưa nhiều lắm. Những cái sản phẩm Tojimi hay là Zinton có model PA8000 thì về nội thất là nó như nhau. Đấy, thế nhưng mà về cái vấn đề gọi là nội bộ công ty người ta bàn luận này, người ta có những ý đồ thay đổi chiến thuật. Con thì Tojimi, con thì Zinton, thế nhưng mà nội thất thì như nhau để người ta bán hàng nhá. Đấy thì mình chia sẻ luôn với các đồng chí. Cái sản phẩm này của công ty điện tử Phúc Lộc, hàng có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy. Hàng này được xếp vào high quality, tức là chất lượng cao. Không phải những con âm ly nào có địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng chất lượng. Xin thông thưa thông tin với các đồng chí là như vậy nhá. Đấy. Vì mình phải phách vị ra, mình nhìn vào nội thất của nó nhá. Đấy, rồi đấy, tổng cuối cùng là âm sắc nó mang lại. Đấy, chứ không thể coi như là có nhiều đối tượng nó dán mẹ cái tem vào trong, nó bảo còn nguyên tem của công ty. Đấy, bỏ nó mở cái nắp ra, nó bảo ối giời, thế thì lại hỏng mất cái tem công ty à. Rút ví ra, đưa cho nó, thế là hết phim. Con này Echo sử dụng IC0306. Thì 0306 thì mình chia sẻ rồi. Đấy, mình có cái bài thuốc Hải Thượng Lán Ông để lại cho mình. Đấy, để điều trị cái bệnh du dít. Thế nên là các đồng chí, mình sẽ chia sẻ cho các đồng chí cái bài thuốc bí truyền này của Hải Thượng Lán Ông. Đấy, điều trị được cái du dít của nó thì ca hát tốt nhá. Thế còn nghe nhạc thì sao ạ? Nghe nhạc thì đừng hỏi nó hay, vì nó sử dụng 12 con sò than lớn, được trang bị hai cầu AB riêng biệt. Đây là lau nớt, nông dân dịch ra là tăng bát, tăng chét, tức là mạnh lên nhá. Còn đây là công tắc của input, tức là đầu vào. Đấy. Đấy, quạc rất chi là đẹp nhá này. Đấy. Thì clip hôm qua giới thiệu chi tiết rồi đúng không ạ? Thế bây giờ là không giới thiệu nữa nhá. Bây giờ không giới thiệu, nó đi vào test luôn đây này. Đấy. Mạch công suất thì còn nguyên zin nhá. Đấy. Mà cả cái âm ly này còn nguyên zin, ngoại trừ chỉ có thay chiết áp và công tắc nhá. Đấy, chứ không thì lại tưởng là có mỗi cái mạch công suất nguyên zin còn là bị hỏng hết lai hết thì. Đây Phúc Lộc này. Đấy. Bây giờ xin test luôn. Thì những đồng chí nào mà cảm thấy ưng bụng những cái sản phẩm này, nó là hàng chất lượng cao, thì cho mình địa chỉ để mình gửi về để phục vụ cái vấn đề Tết cổ truyền của dân tộc ta đến nơi, đúng không? Ca nhạc mừng đảo mừng xuân. Đấy, rồi là nhớ mua âm ly của mình về thì nhớ mua thêm cái hộp sữa ông Thọ. Đấy. Thậm chí ăn hết rồi, ăn hết rồi rửa sạch sẽ đi cho không kiến nó vô. Đấy. Rửa sạch sẽ cái vỏ hộp sữa ông Thọ ấy, để lên chốc cái âm ly này, thế là thành bộ tam đà Phúc Lộc Thọ nhá. Nhà tôi có âm ly Phúc Lộc rồi, giờ tôi mua thêm lọ hộp sữa ông Thọ về nữa, thế là thành bộ tam đà Phúc Lộc Thọ để chơi nhá. Alo 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 1 2 đang đấu hai loa đây nhá. Alo cầu A này. Alo, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo 1, 2, 3, 4, cầu B nhá. Alo, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thì hai cái đôi loa này nó khác nhau, thế nên là âm sắc nó sẽ khác nhau. Đấy, đánh hai cầu AB riêng biệt, đánh hai cầu cùng một lúc này. Alo, alo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, alo, đấy. Một mảnh nhá. Mảnh này nhá. Alo. Đấy, công tắc này.
Alo. Alo. Rất chi là nhạy nhá. Alo. Không phải người Mỹ nhá. Alo. Mình alo mà cái tầm đồng hồ này nó cân nhau như này là cũng ổn nhỉ. Alo. Alo 12 Alo Citel. Alo. Alo 12 7478 97. Anh còn son em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa mẹ cha, yêu nhau đứng ở đằng xa, còn mắt liếc lại bằng ba. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà dối hàng qua cầu gió bay. Vì thế mà nói như cởi áo cho bạn nữ ngưỡng của mẹ lên. Đấy là có một đồng chí chia sẻ ấy. Mỗi lần em cởi áo cho bạn nữ ngưỡng của mẹ nha. Giống như kiểu Chi Phèo ấy. Cứ mỗi một lần xoa đùi cho bà ba là cảm thấy đó là một sự sỉ nhục nha. Bây giờ chuyển sang nhạc luôn nhé. Đang quay thì lại có một đồng chí 249, 8249, sorry đồng chí. Ở đây mình đang đánh, đang ghép 2 cặp bát 25. Theo mình, đánh tốt 2 cặp bát 20, còn 2 cặp bát 25 với trở kháng 8 ôm 1 cặp. Chơi gia đình vẫn cứ ok nhờ. Đấy, ghép 2 cặp 25 bên này. Đấy, mà đây. Cái này ví dụ như music này. Này. Cho con yêu để ngồi làm
Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connecting the successfully. Đấy là nó trục trặc Bluetooth đấy nhá, chứ đừng có tưởng là âm ly của tớ trục trặc để nó buồn ra. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng Khang Audio. Chào thân ái, merci.